Hello everyone, how are you guys? I hope you guys had a great Christmas and happy holidays. Yeah, so the story is, I was in Vietnam last week for a vacation. It was fun. I loved Vietnam. Great food, lovely people, amazing hospitality. I loved everything. So I met a lot of beautiful people, had a lot of lovely interactions. And also collected a lot of footage, obviously, to make a movie out of it. But when I came back and checked all the footage and I went through it, one particular interaction just stood out. It was with a boy whom we met on a long bed tour. He was working with A21 Tours and Travels. First, my friend Rohit observed him. He was humming to himself and he felt that his voice had a peculiarly good vibe in it. So he told me casually that guy sings well. After some time, we asked him if he can sing for us. He immediately obliged. I feel that his voice is amazing and decided that it deserves a standalone video. Now remember, I didn't have great audio recording equipment with me. So I just had a Shure VP83 mic and luckily I had a dead cat fur on it. I recorded this on a moving board without any expectations and without any great audio recording equipment. Please ignore all the technical limitations and just concentrate on his voice. I hope you enjoy the song and I'm sure you like it. So here we go. Em mà anh đã biết là tình yêu này chẳng cần thiết. Em cần nơi bình yên chứ không phải anh kế bên. Em đừng giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Điều ban nãy anh vừa thấy là gì đây? Đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai vì loại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước xa vờ. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ môi em hết thương cạn nhớ. Đây nó bắt em hát chưa? Chỉ là còn nhân duyên lên lòng vẫn quyến luyến. Mai chia cắt muôn cũng chẳng thấy mà. Em đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ cả hai vì loại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng
dư thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước xa vờ. Bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Ủa? Hết bao rồi? À, mất mạng. Good. Thank you. You have a wonderful voice, Amit. You really sang well. What's your name? Malam Ling. Ling. What's the word? So that's it. I hope you guys liked it. One of my subscribers is Tony. He is with the A21 crew. Tony, I hope you share this video with as many people as possible. I hope you all do this and encourage this talent. I hope he starts his own YouTube channel and finds success. Happy holidays, happy Christmas, and advance happy new year. Bye bye. See you again in another video. Until then, subscribe, like, share, or else do whatever you want.